Alo alo, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sài Gòn Du Hí. Rất vui được gặp lại mọi người. Kính chúc tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Chào mọi người nè. Bây giờ là mình ở ngoài đường và theo hướng tay mình chỉ nha. Mọi người nhìn thấy cái tháp cao cao đẹp đẹp đó là cái gì không nè? Đó chính là nhà thờ Ba Chuông. Thì nhà thờ Ba Chuông á còn gọi là giáo xứ Đa Minh Ba Chuông, là một tên gọi gần gũi, bình dị, nơi dân gian và ở số 190 Lê Văn Sĩ, quận Phú Nhuận. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau để vào nhà thờ này khám phá ha. Bây giờ các bạn theo chân mình ha. Thì nhà thờ Ba Chuông á được xây dựng theo phong cách Á Đông và mang đậm nét văn hóa Việt. Thánh đường mang dáng dấp của một ngôi đình của làng xã Việt Nam, hình vuông và mái cong. Mọi người để ý nè, mái cong là có hình những con rồng ở trên á. Từ ngoài nhìn vào thì toàn thể kiến trúc của nhà thờ mang một màu xanh, được gắn kết bởi những tảng đá xanh bóng láng. Ba Chuông được xây dựng theo phong cách Á Đông và mang đậm nét văn hóa Việt. Và thánh đường, lát nữa các bạn sẽ coi, vừa mang dáng dấp của một ngôi đình của làng xã Việt Nam, hình vuông mái cong. Mọi người nhìn nè, tháp Ba Chuông nè, đây là điều đặc biệt của nhà thờ. Thì tháp chuông là thành phần không thể thiếu được trong kiến trúc của ngôi nhà thờ này. Chuông càng cao thì tiếng chuông sẽ càng vang xa. Ngoài ra thì chuông và tháp chuông còn mang ý nghĩa tượng trưng cho núi thánh để vang âm lời Chúa. Và trên đỉnh tháp chuông các bạn thấy không, có thánh giá, một biểu tượng bất biến về ơn cứu độ. Đặc biệt ở thánh đường Đa Minh Ba Chuông là có ba quả chuông đồng, một dấu ấn mang tính lịch sử đã trở thành biệt danh của nhà thờ. Nhìn thấy nhà thờ ngày và đêm rất là khác nhau ha. Ban ngày á thì có vẻ đẹp khác và ban đêm thì rất là lung linh ảo diệu luôn. Thì cho đến hôm nay á, nhà thờ Ba Chuông đã trở thành một danh xưng phổ biến và quen thuộc với rất là nhiều người. Có những cuốn agenda giới thiệu với khách du lịch về nhà thờ Trip House như một địa chỉ để tham quan khi đến thành phố Hồ Chí Minh. Tháp chuông này hình trụ vuông, gồm 3 tầng mái với kiểu dáng mái cong truyền thống và được cách điệu và hiện đại hóa. Các bạn thấy không? Mỗi cái góc mái là một cái đầu đao hình đầu rồng quy hướng về cái thánh giá. Tức là nó vừa thể hiện sự hội nhập văn hóa trong kiến trúc nhà thờ, vừa chuyển tải được ý nghĩa về mặt tôn giáo. Oh, come on.
Lễ Giáng sinh thì còn được gọi là lễ Thiên Chúa Giáng sinh, Christmas hay là Noel. Đây là một ngày lễ kỷ niệm ngày Chúa Giêsu sinh ra đời của phần lớn người theo đạo Thiên Chúa. Một số nước thì ăn mừng ngày này vào ngày 25 tháng 12, nhưng mà một số nước thì lại vào tối ngày 24 tháng 12. Bởi vậy, dù lễ Giáng sinh được cử hành chính thức vào ngày 25 tháng 12, nhưng người ta thường chúc mừng từ tối 24 tháng 12. Tức là lễ vọng thì thu hút lượng người tham dự đông đảo hơn là lễ chính vào ngày 25 tháng 12. Có lẽ hầu hết mọi người đều biết về ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh theo đạo Thiên Chúa. Tuy nhiên, Noel còn là ngày lễ của gia đình và là dịp đặc biệt để mọi thế hệ trong gia đình cùng quây quần bên nhau. Và trong dịp này, những thành viên sẽ tạo dựng kỷ niệm, biểu lộ và duy trì tình cảm với nhau, tặng quà cho nhau nữa nè. Noel cũng có thể được coi là một buổi lễ của trẻ em, và đêm Giáng sinh là một đêm kỳ diệu mà ngoài ước nguyện của những đứa trẻ sẽ trở thành sự thật. Nhớ nha, sẽ trở thành sự thật. Ngoài ra đó, ngày lễ Giáng sinh còn mang theo thông điệp của hòa bình, là mọi người sẽ cùng sẻ chia với những người cô đơn, già yếu, bệnh tật hay là những ai bị bỏ rơi. Và bây giờ tất cả chúng ta đang mong chờ ngày ấy, ngày mà đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, nằm trong hang đá nơi máng lừa. Nếu mà thích video này á thì các bạn like, share, subscribe cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video nè. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Chúc tất cả mọi người có một Giáng sinh thật là ấm áp và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bye bye và hẹn gặp lại trong các video sau. Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lên.